Tròn ra luôn á. Nhỏ xíu. Ủa sao mình những cái hộp lớn thì sao? Tăng cái lớn. Để vô đi con mua chừng lớn cho cô ạ. Nó sao lần? Cái đó cái. Cái đó cái vỏ đó không? Cái vỏ người ta lấy cái vỏ đó người ta khảm xà cừ á Khang không? Cái này là đó cô đây. Cái thịt này ăn được rồi ta. Sao nó tròn quá à. Cô biểu diễn cho con coi thôi. Cô muốn lấy không? Dạ muốn. 200 ngàn một viên. Có 200 ngàn không? Được, có 200 ngàn đi cô cho. Con có 50 ngàn. Cô không hỏi cô mà bớt thôi. Bớt thôi. Bớt nó không cùng. Sao không? Ôi cô, cái gì vậy? Con đổi gì? Không chịu rồi. Cái vô cái con trai rồi đó nó mới sau này nó lớn lên nó nuôi thành cái thằng trai. Cái này gọi là cái gì, trong này gọi là cái gì, cái vỏ tự nhiên mấy chục ngàn con có được một con chứ khoảng con nào cũng có. Cái nó có tính, nếu mà mình mua cái màu á nó giống như giá vậy. Cô ơi, cô mổ ra ngọc trai vàng ở đây có được chúng chị đen á, chắc là hồng thôi mà màu là giống trai màu. Cái này là mình cháy tự nhiên, cái màu nó tự nhiên hả? Nó vô, nó ngay màu nào thì màu đó. Rồi Long ơi, gần cháy cho cô đi. Chị ơi, cô bay ra. Rồi đi dân vô trong bên. Đi vô phòng trưng bày. Đi đâu á? Đi trong đó, vô trong đó. Vô trong kia coi. Mấy viên hồi nãy cô mổ là mấy viên nhỏ. Cái này là ốc. Cái này là vỏ ốc, người ta làm, người ta làm quà lưu niệm bằng ốc. Cái này. Còi nè. Trời. Nghe nó cười. Bé kìa.
thôi. Đây nè, mà đang quay mà, đang quay mà, để từ từ. Ơi khoan.